Sáng ngày 14 tháng 5 năm 2024, Câu lạc bộ Hưu trí tỉnh Bến Tre tổ chức họp mặt kỷ niệm 40 năm ngày thành lập câu lạc bộ 14 tháng 5 năm 1984. 14 tháng 5 năm 2024, đến dự buổi họp mặt có quyền Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Hồ Thị Hoàng Yến, Phó Bí thư Thường trực tỉnh ủy Trần Thanh Lâm, đại diện các sở ban ngành đoàn thể tỉnh. Nhiệm kỳ qua Ban chủ nhiệm Câu lạc bộ Cán bộ Hưu trí tỉnh có nhiều phấn đấu nỗ lực dương lên và đã hoàn thành tốt nhiệm vụ theo nghị quyết đại hội đề ra. Hiện nay, câu lạc bộ có 440 hội viên, trong đó có 23 đồng chí nguyên là tỉnh quỹ viên qua các thời kỳ. Có khoảng 24 đồng chí vừa hoạt động trong câu lạc bộ vừa tham gia công việc của địa phương nơi cư trú. Nhờ hoạt động có hiệu quả và bổ ích, đã thu hút được nhiều cán bộ sau hưu trí tham gia. Trong nhiệm kỳ qua, đã phát triển mới được 67 hội viên, tăng hơn hai lần so với nhiệm kỳ trước phát biểu tại buổi họp mặt, quyền bí thư tỉnh ủy, chủ tịch hội đồng nhân dân tỉnh Hồ Thị Hoàng Yến cho rằng, từ khi thành lập đến nay, câu lạc bộ cán bộ hưu trí tỉnh luôn bám sát nhiệm vụ chính trị của tỉnh, để từng bước nâng cao chất lượng hoạt động, luôn giữ vững nền nếp sinh hoạt, có nhiều hoạt động phong phú, đa dạng, bổ ích, thiết thực nhằm chăm lo đời sống tinh thần và vật chất cho hội viên, thực hiện tốt công tác phát triển hội viên và chế độ chính sách đối với hội viên. Quyền bí thư tỉnh ủy đánh giá cao những việc làm tốt đẹp những thành tích đáng tự hào của câu lạc bộ qua 40 năm hoạt động. Đặc biệt có nhiều cán bộ hưu trí của câu lạc bộ qua các thời kỳ luôn quan tâm theo dõi, góp ý trong quá trình lãnh đạo, chỉ đạo của tỉnh ủy, ban thường vụ, thường trực tỉnh ủy và cả hệ thống chính trị trong thời gian qua. Quyền bí thư tỉnh ủy đề nghị câu lạc bộ cán bộ hưu trí tỉnh tiếp tục xây dựng, củng cố tổ chức, bộ máy nhân sự phù hợp, đoàn kết, thống nhất, tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động để thu hút hội viên tuyên truyền khuyến khích hội viên đóng góp trí tuệ, tâm quyết và kinh nghiệm của mình vào sự nghiệp xây dựng phát triển tỉnh nhà. Dịp này, Quỹ ban nhân dân tỉnh đã tặng bằng khen cho 25 tập thể cá nhân có thành tích tiêu biểu trong xây dựng và phát triển cầu lạc bộ.